Vẽ tranh trên kiến xuất hiện tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vào khoảng đầu những năm 1950 và từ lâu đã trở thành nghề thủ công truyền thống của vùng đất này. Khác với những loại tranh vẽ thông thường, tranh kiến phải vẽ ngược từ phía sau mặt kiến. Chính điều này đã làm nên nét độc đáo của tranh kiến. Dẫu qua rồi thời hoàng kim của nghề, nhưng giờ đây vẫn còn những người thợ canh cánh giữ vẹn hồn nghề trên từng khuôn kiến. Chập chững theo nghề từ khi chưa lên 10 đến năm 15 tuổi, ông Nguyễn Thế Vinh đã có thể kiếm tiền từ nghề vẽ tranh để nuôi sống gia đình. Dù không được đào tạo qua trường lớp, nhưng bằng kinh nghiệm cha ông truyền lại, cộng với sự khéo léo sẵn có, ông đã tạo nên những bức tranh lưu giữ hồn quê. Cha truyền còn nói, ông vẫn tiếp tục giữ nghề trước sự thay đổi nhu cầu của người dân trước tranh kiến. Giờ đây, dù đã 55 tuổi, nhưng hàng ngày vẫn miệt mài với từng đường cọ nét vẽ. Với ông, đó không chỉ là niềm đam mê, mà đó còn là cách để ông giữ vẹn hồn nghề trên khuôn kiến. Gia đình thì làm là hồi 1957, 58, 59 đó. Rồi là ông già, ông từ người Cần Thơ, ông lên đây là ông giả người đầu tiên, người mới truyền ra thế này. Là người ta có thích cái là vẽ nó bền, mà nó đẹp là kiểu như là hồi xưa giờ ta treo là thờ ông bà đó, là ta xài tranh kiến, mà tranh kiến là dù cũ rồi là chùi lại vẫn mới như tranh mới quá. Ông Tám Vinh cho biết, xứ Bà Vệ vốn là nơi gắn liền với xuất xứ của loại tranh kiến đã có thời phổ biến bậc nhất ở miền Tây. Hồi trước chỉ có những gia đình khá giả mới có tiền mua tranh kiến. Từ đó đội quân bán dạo tranh kiến trên bộ, dưới sông rất tấp nập, nhất là vào các dịp Tết Nguyên Đán. Theo ông Vinh, khác với những loại tranh vẽ khác, tranh kiến phải vẽ từ phía sau mặt kiến. Khi vẽ xong, phía không có nét vẽ mới là mặt chính của tranh. Chính điều này đã làm nên nét độc đáo của tranh kiến. Điều này đòi hỏi óc thẩm mỹ, sự khéo léo ở nghệ nhân. Chỉ cần sai dù là một chi tiết nhỏ, xem như phải bỏ cả bức tranh. Vì thế, những người trẻ tuổi ít ai theo nghề. Bởi kiếm tiền và sống bằng nghề này đòi hỏi sức bền chậm và công phu. Khó nhất là cái mực tàu, là cái mẫu, là ra mẫu đó, là khó nhất. Vì cái viết tách đó là làm từ cọng lông gà, tước ra rồi làm chỉ là sợi bằng sợi chỉ à. Nó tách ra cái bằng mực rất nhỏ là mới đẹp. Vẽ phát họa được một cái nét đen cơ bản rồi, lúc đó bắt đầu mình mới dựa trên cái nét đen đó mình vẽ lên trên kiến. Vẽ lên trên kiến các cái nét đen đầu tiên, sau đó bắt đầu mình mới tiếp tục vẽ những cái màu lên tiếp tục. Thì cái màu nào mà mình nhìn thấy nó trước đó, thì đó là cái màu vẽ trước. Thông thường tranh kiến được khách hàng ưa chuộng thường là tranh phong cảnh, tranh sự tích, đặc biệt là tranh thờ. Với nét bút tài hoa của người thợ, những bức tranh vốn là đề tài phong phú của tranh kiến càng thêm lấp lánh sống động và gần gũi với đời sống người dân Nam Bộ. Khác với tranh vẽ tay, người thợ phải nắn nót từng đường cọ, còn tranh lụa bây giờ, người thợ chỉ cần đưa kiến vào khuôn và in ra số lượng hàng loạt, nhưng vẫn khó có thể thay thế được nét bút tài hoa của người thợ làng nghề. Khách hàng là người ta hay vẽ tay. Bị vẽ tay nhiều ông họ vẽ lả lướt là chừng nào người ta thích không mấy. Đi đôi với số lượng, mẫu mã tranh kiến, những người thợ làm tranh kiến cũng làm mới sản phẩm, đáp ứng theo thị hiếu khách hàng. Không chỉ kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại vào trong tranh, mà nội dung tranh cũng phải phong phú và đa dạng. Dù đã có nhiều đổi thay, nhưng hồn nghề trên khuôn kiến vẫn vẹn nguyên. Đó cũng là cách giúp làng nghề tranh kiến ở đây phát triển hơn. Và cứ thế, hàng ngày những người thợ này vẫn miệt mài để tạo nên những bức tranh lưu giữ hồn quê, hồn dân tộc, dẫu còn đó lắm thăng trầm.
Thưa quý vị, Bình Dương là một tỉnh với nhiều khu công nghiệp lớn và thu hút rất đông người lao động từ khắp các tỉnh thành, đặc biệt là tại các tỉnh miền Tây của chúng ta, tìm về làm việc, sinh sống. Mặc dù vậy thì việc tập trung nhiều lao động, đặc biệt là các lao động trẻ cũng khiến nơi đây xuất hiện ngày càng nhiều những mảnh đời bất hạnh, những đứa trẻ cơ nhỡ. Cảm thương trước những số phận như vậy, từ nhiều năm nay, một ngôi nhà tình thương đã được những người công giáo tại tổ đoàn kết Thuận An, giáo xứ Búng, thị xã Thuận An, Bình Dương lập nên và cưu mang những mảnh đời bất hạnh. Và trong một dịp đặc biệt như Giáng sinh năm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với ngôi nhà của tình thương và của những mảnh đời đặc biệt này. Cháu Tô Ngọc Hoàng Nghĩa sinh năm 2007, quê gốc An Giang. Một cô cha từ nhỏ, cách đây 3 năm, mẹ cháu Nghĩa cũng đã bỏ đi để cháu cho ngoại nuôi. Tuổi già sức yếu, ngoại giờ không thể nuôi Nghĩa ăn học được nữa, nên cháu trở thành thành viên của mái ấm nơi đây. Con vô đây từ khi 8 tuổi. Ở đây rất là vui. Có những đồ chơi rất là hay. Con mong ước Tết này với Noel này mọi người đều mạnh khỏe. Lớn lên con muốn trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho tất cả các những người nghèo trên thế giới này. Con cháu Nguyễn Thị Hoài Hảo sinh năm 2008, quê gốc Nghệ An thì lại có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vì mẹ tàn tật, bà làm thuê không ổn định, không có nhà cửa nên gia đình gửi vào nhà tình thương để được ăn học. Mong ước của con lớn lên sau này muốn trở thành sơ để giúp mọi người. Mặc dù các em có nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng khi về mái ấm tình thương này, các em đã rất cố gắng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và học tập. Nhiều em đã được tặng bằng khen, giấy khen của tỉnh, của thị xã và của nhà trường. Đặc biệt là bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân năm 2017 và bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương năm 2016. Bà con với góp tiền vào, rồi sau đó kêu gọi bà con giáo dân ở trong giáo xứ Búng, rồi một số bà con lân cận những ân thân nhân để tập trung mua được một thửa đất hơn 1.000 m², rồi sau đó thì cũng gom góp để xây dựng lên một cái mái ấm này. Hiện nay nhà tình thương đang nuôi dưỡng 78 trẻ em, bao gồm các trẻ em mồ côi và các trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó 30 em dân tộc Kinh, 23 em thuộc dân tộc Hơ Mông, 19 em là dân tộc Em Nông, 3 em thuộc dân tộc Mạ, 2 em là người Việt gốc Hoa và 1 em là người Khmer. Thưa quý vị, với sự phát triển của công nghệ, hiện nay các đối tượng tổ chức đánh bạc online đang ngày một nở rộ. Việc chỉ cần một chiếc điện thoại là đã có thể lập nên những đường dây ghi số đề hay ghi cá độ có giá trị hàng tỷ đồng mà không cần phải giao dịch trực tiếp, khiến cho việc phát hiện và xử lý của các cơ quan chức năng là rất khó khăn. Tương tự là trường hợp của đối tượng Lê Tấn Dũng sinh năm 1968 tại thị trấn Dòng Trơm, huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre. Dũng vừa bị lực lượng công an Bến Tre bắt quả tang khi đang ghi số đề và cá độ bóng đá cho các con bạc tại một quán cà phê trên địa bàn. Đáng nói, chỉ với một chiếc điện thoại, đối tượng này đã ghi đề cho nhiều con bạc khác với giá trị hàng chục triệu chỉ trong một ngày. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ gồm một phơi đề, một phơi cá độ bóng đá, một điện thoại di động. Kiểm tra điện thoại của Dũng phát hiện nhiều tin nhắn liên quan đến việc cá độ bóng đá vào đêm 22, rạng sáng ngày 23 tháng 12, với tổng số tiền gần 30 triệu đồng. Đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của Dũng, lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ thêm 9 phơi cá độ bóng đá, một điện thoại di động, một máy tính dùng để cá độ bóng đá. Qua làm việc, Lê Tấn Dũng đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra thêm các đối tượng có liên quan. Thưa quý vị, ngoài vàng bạc, đá quý ra thì đồ cổ chính là những loại tài sản có giá trị cao, thậm chí là rất cao. Giá trị cao nhưng lại phải trưng ra nơi dễ được trông thấy và thường rất ít khi được cất giữ cẩn trọng. Chính điều này đã thu hút những băng nhóm chuyên hành nghề trộm cổ vật để đem bán kiếm lợi. Liên quan đến vấn nạn này thì mới vừa sáng nay ngày 24 tháng 12, Công an huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang cho biết đã vừa bắt tạm giữ với đối tượng Cao Văn Trường, 32 tuổi, ngụ xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản là các cổ vật có giá trị kinh tế cao. Trước đó vào khoảng 16:30 chiều ngày 22 tháng 12, Trường và một đối tượng khác đi trên xe máy biển kiểm soát 63B7-16114 tìm tài sản để trộm cắp. Khi đến nhà ông Nguyễn Khánh Long, 88 tuổi, ngụ khu phố 1, thị trấn Vĩnh Bình, thì thấy cửa rào khép nhà vắng. Hai đối tượng chạy xe vào sân và đi thẳng vào nhà lấy hai chiếc lọc bình cổ mang ra ngoài định tẩu thoát. Tuy nhiên, ông Long phát hiện kịp thời nên từ nhà sau chạy ra ôm lấy một đối tượng và tri hô,
Còn ông Long đang ngồi phía trước đã cùng một số người dân đóng cửa rào, giữ xe máy và khống chế đối tượng Trường. Tên còn lại sử dụng đèn pin có gắn gậy điện chống trả và leo rào tẩu thoát. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hai chiếc lọc bình cổ và một chiếc xe máy cùng một số tang vật có liên quan. Tại cơ quan công an, Trường khai nhận thủ đoạn hoạt động là đi thăm dò, quan sát các gia đình có cổ vật, rồi lợi dụng sơ hở của các chủ nhà đột nhập vào trộm cắp. Thưa quý vị, mặc dù đã được cảnh báo nhiều, thế nhưng tình trạng người dân tự câu mắc các thiết bị điện trong gia đình đã khiến tình hình chập cháy xảy ra thường xuyên. Đa phần các vụ việc đều gây ra những thiệt hại không hề nhỏ, thậm chí là cả gia tài của gia đình nạn nhân. Một điểm đáng lưu tâm là đa phần bà con miền Tây của chúng ta đều dựng nhà bằng gỗ, lá cây và lợp tôn tạm bợ. Chính vì vậy mà chỉ cần một sự cố chập cháy nhỏ cũng sẽ nhanh chóng bùng cháy, gây ra thiệt hại lớn. Điển hình là vụ cháy vào chiều ngày hôm qua 23 tháng 12 tại thị trấn U Minh đã khiến cho hai căn nhà bị thiêu rụi trong phút chốc, mà nguyên nhân không gì khác chính là do chập điện. Hai căn nhà bị cháy là của ông Lâm Văn Bé và của bà Nguyễn Hồng Nhiên ở khóm 3 thị trấn U Minh. Đây là hai hộ dân từ nơi khác đến tạm trú cất nhà liền kề với nhau bằng cây gỗ. Theo nguồn tin ban đầu từ gia đình, ngọn lửa phát ra tại công tơ điện. Nhưng ngay thời điểm này, cả hai gia đình đều đi làm thuê mướn, chỉ còn lại trẻ em ở nhà nên không được cứu chữa kịp thời. Chỉ trong thời gian ngắn, bà hỏa đã thiêu trụi hoàn toàn hai căn nhà và tài sản trong gia đình, ước tính thiệt hại khoảng 80 triệu đồng. Huyện U Minh và Ủy ban Nhân dân thị trấn U Minh đã xuất nguồn kinh phí hỗ trợ cho mỗi hộ là 4 triệu 500 ngàn đồng để khắc phục hậu quả. Chính quyền khóm cũng có kế hoạch hỗ trợ người dân cất lại nhà ở sớm ổn định cuộc sống. Chuyển qua một thông tin về tình hình tai nạn giao thông. Thưa quý vị, vào khoảng 8 giờ sáng nay, ngày 24 tháng 12, trên tuyến quốc lộ 91 đoạn thuộc khóm Bình Thới 2, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, An Giang đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chiếc xe tải đang lưu thông thì tông thẳng vào một chiếc xe máy đang chạy phía cùng chiều, khiến cho một bé trai 13 tuổi ngã ra đường tử vong và một người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô tải biển kiểm soát 67C01617 do tài xế Nguyễn Phi Hổ sinh năm 1986, trú tại Trà Vinh điều khiển lưu thông trên quốc lộ 91 hướng Long Xuyên đi Châu Đốc. Khi đến khu vực khóm Bình Thới 2, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, An Giang thì xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 67N99121 chạy cùng chiều phía trước do Phạm Thị Huỳnh Yến sinh năm 1984, trú tại phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên điều khiển, phía sau có chở cháu Trần Minh Nhật 13 tuổi. Hậu quả bé Nhật tử vong trên đường đi cấp cứu, còn chị Yến bị thương nặng. Ngay sau tai nạn, công an thành phố Long Xuyên phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức bảo vệ hiện trường, điều tiết phân luồng giao thông, đồng thời tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm trên.